hello xin chào các bạn trong video hôm nay mình sẽ chia sẻ các bằng cách chúng ta khắc phục trạng thái online của messenger thì bình thường nếu chúng ta ngừng truy cập vào online messenger thì hệ thống tự động sẽ không có dấu chấm màu xanh ở đây dấu chấm màu xanh là hiện thị cái trạng thái mà chúng ta đang hoạt động thì nhiều bạn đang gặp phải trường hợp đó là cái dấu chấm màu xanh này vẫn hiện xanh mặc dù chúng ta đã đi ngủ à, một hai giờ sáng thì bạn bè hỏi tại sao hôm qua là sáng khuya rất là phiền phức thì để khắc phục cái trường hợp này có những nguyên nhân sau đầu tiên những nguyên nhân là do chúng ta đăng nhập quá nhiều vào thiết bị trên một cái tài khoản như là ipad hoặc là máy tính hoặc là những cái điện thoại khác hoặc là máy tính để bàn ở cơ quan máy tính laptop vân vân khi chúng ta quên đăng xuất ra thì cái trạng thái online nó vẫn hiện hiện thị xanh thì đó là những những nguyên nhân mà chúng ta thấy là đã tắt là offline nhưng mà hệ thống vẫn hiện online tức là phiền phức và chúng ta chưa biết cách khắc phục thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn có hai trường hợp để chúng ta khắc phục trường hợp thứ nhất đó là các bạn khắc phục trên messenger thì các bạn lưu ý cái tài khoản mà fanpage thì không có chức năng là trạng thái hoạt động để chúng ta có thể là kích hoạt cái trạng thái này tắt hoặc mở rồi bây giờ mình sẽ đi vào chi tiết trường hợp thứ nhất thì đây là một cái trang cá nhân thì các bạn thấy khi mà tài khoản đang hoạt động hiện thì trạng thái màu xanh ở đây à, dấu chấm xanh rồi bây giờ để cài đặt cái phần này các bạn sẽ vào cái biểu tượng avatar ở đây rồi các bạn sẽ kéo lên à, các bạn sẽ thấy là cái mục là trạng thái hoạt động này thì các bạn thử À, nếu mà đang bật thế này các bạn thử là tắt đến khi tôi thay đổi các bạn bấm tạm dừng chúng ta thoát ra ngoài và vào một cái tài khoản nào đó để chúng ta xem còn cái dấu tích màu xanh này không Nếu mà còn tích màu xanh chúng ta sẽ xử lý sang cái trường hợp thứ hai Chúng ta sẽ đi vào cái trang cá nhân Facebook của cái Messenger này để chúng ta khắc phục cái tài khoản Facebook ở đây mình xài cái app Facebook thì mình sẽ đi vào à, thì các bạn sẽ ở đây thì có hai cái dạng tài khoản cái tài khoản mà chúng ta lập lâu và tài khoản mới lập thì có những cái giao diện khác nhau tuy nhiên cái việc mà chúng ta cài đặt hoàn toàn giống nhau ở đây là cái tên cái Facebook này mới mình mới tạo thì có cái giao diện phần cài đặt khác rồi bây giờ các bạn sẽ bấm vào hình ngôi nhà rồi sau đó chúng ta sẽ vào dấu ba gạch trên cùng bên tay phải rồi tiếp đến các bạn sẽ kéo lên và đi đến phần cài đặt quyền riêng tư và sẽ kéo lên chúng ta sẽ bấm vào này để chúng ta đi vào cái phần cài đặt hình người ở đây rồi các bạn sẽ bước thứ nhất các bạn sẽ kéo lên kéo lên trên và chúng ta thể thấy trạng thái hoạt động ở đây các bạn sẽ kết vào rồi ở đây mình tắt luôn rồi tiếp tục các bạn sẽ kiểm tra nếu vẫn còn trạng thái hoạt động màu xanh vẫn hiện thì các bạn sẽ sang cái bước thứ hai đi vào cái phần bảo mật và cài đặt rồi chúng ta sẽ chọn cái phần mật khẩu và bảo mật thì trong cái phần này nó sẽ xuất hiện cái đoạn là nơi bạn đã đăng nhập thì lúc này các bạn có thể xem tất cả mà từ từ trước đến nay những cái tài khoản những cái thiết bị mà bạn bạn đã đăng nhập từ tài khoản của các bạn vào để các bạn xem có gì bất thường không thì bạn xem những tài khoản nào những cái máy nào ở vị trí nào mà các bạn đã từng đăng nhập thì các bạn nên đăng xuất hoặc là các bạn có thể bấm vào cái mục là đăng xuất khỏi tất cả thiết bị đi các bạn xem xét từng cái mục một hoặc là các bạn bấm vào đăng xuất khỏi tất cả luôn rồi sau đó các bạn sẽ vào và kiểm tra lại rồi chúng ta đã thấy là đã không có hiền dấu chấm xanh à, đã đúng với trạng thái mà mình khi online thì xanh mà offline thì tắt thì các bạn sẽ vào và chúng ta sẽ mở lại bình uh, thường rồi các bạn sẽ lần lượt vào messenger để các bạn bật lại trạng thái thôi rất là đơn giản à, ở đây các bạn sẽ vào à, trạng thái hoạt đồng thì các bạn việc bật lên thôi rồi ở trong tài khoản thì mình cũng làm hoàn toàn tương tự rồi như vậy là trong video hôm nay mình đã chia sẻ với các bạn cách chúng ta khắc phục trạng thái online bật sai, cụ thể là khi ta offline thì hệ thống vẫn báo online. Hy vọng video hữu ích và mang đến các bạn những giá trị nhất định. Các bạn nhớ đăng ký, like, chia sẻ cũng như nhấn chuông để cập nhật những video mới để ủng hộ kênh cũng như chia sẻ cho mọi người cùng biết. Xin trân trọng kính chào và hẹn gặp lại.